hàng thì bên trung tâm cây giống sẽ ghép xe giao tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn nha. Và quay lại cái tiêu đề ngày hôm nay Ly chia sẻ với bà con về cây dừa Mã Lai. Xin chào quý bà con, mình là Ly, hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và bên trung tâm cây giống luôn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về những loại cây trồng mới, cây trồng xen canh và những loại cây trồng kinh tế cao và năng suất cao. Và đồng thời cũng kèm theo cho quý bà con chúng ta về những kỹ thuật trồng, những cái chuyến đi vườn và cái mô hình lên mô làm clip như thế nào cho đạt hiệu quả nha bà con. Còn cái tiêu đề ngày hôm nay Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về top 3 loại dừa trồng kinh tế rất là cao ha, và cho năng suất cũng rất là cao, nên Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo nha. Và những cái kiện hàng như vậy thì bên trung tâm cây giống cũng đang đóng hàng nè. Và bên trung tâm cây giống đã đóng hàng bưu điện lại nha bà con. Cô chú anh chị nào mà cần mua số lượng ít, 5 cây, 7 cây ha bà con, thì bên trung tâm cây giống đóng đường bưu điện nha. Còn cô chú anh chị nào mà mua số lượng nhiều thì bên trung tâm cây giống sẽ giao bằng đường xe tải ha bà con. Sẽ ghép xe giao bằng đường xe tải như vậy ha. Thì hôm nay bên trung tâm cây giống cũng đi 2 tuyến. Tiếng Gò Công Chợ Gạo và tiếng Kiên Giang nha bà con. Qua Cần Thơ đi Kiên Giang cũng ghép xe đi tùm lum hết ha bà con. Bà con mà có cái nhu cầu mà bên trung tâm cây giống giao hàng thì bên trung tâm cây giống sẽ ghép xe giao tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn nha. Và quay lại cái tiêu đề ngày hôm nay Ly chia sẻ ha bà con. Cây đầu tiên Ly chia sẻ cho quý bà con về cây dừa Mã Lai nha. Dừa Mã Lai đít bầu ha bà con. Dừa Mã Lai đít bầu thì trái nó sẽ to hơn ha. Dừa thì chúng ta trồng trong vòng từ 18 đến 24 tháng là sẽ ra lưỡi mèo nha bà con. Năng suất rất là cao ha, nước uống cũng rất là ngọt nha bà con. Một buồng dừa Mã Lai như vậy có thể lên tới là 15 đến 25 trái nha, là đối với cây dừa Mã Lai đít bầu. Còn cây dừa Mã Lai đít chu thì bạn này sẽ sai trái hơn ha. Là bạn này sẽ từ 15 đến 35 trái luôn nha bà con. Cây dừa Mã Lai thì đít chu thì nó sẽ sai trái hơn là cái dừa Mã Lai đít bầu ha bà con. Dừa Mã Lai đít bầu thì bạn này trái thì nó sẽ to hơn. Nè, trái nó sẽ to hơn ha, nước sẽ nhiều hơn nữa ha bà con. Trồng kinh tế lắm nha bà con, chúng ta dễ chăm sóc nữa ha. Bạn này thì ít gặp cái sâu bệnh, bạn này thì hay bị cái con đuông ha bà con, ăn lên cái đọt dừa á. Chúng ta có thể ngừa đuông thôi, nhưng mà cái những cái quy trình mà ngừa đuông và những cái kỹ thuật thì bên trung tâm cây giống luôn hỗ trợ cho quý bà con chúng ta nha. Những cái con bỏ cánh cứng rồi ha bà con. Nếu như cô chú anh chị nào mà có thắc mắc về cái vấn đề gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha bà con, để bên trung tâm cây giống giải đáp thắc mắc cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn nha. Dừa Mã Lai thì nước uống rất là ngọt hay bà con, và đang được xuất khẩu luôn và nhanh cho trái nữa. Chúng ta trồng trong vòng từ 18 đến 24 tháng là cái dừa Mã Lai thì sẽ ra đứa mèo lồng lọt hay bà con. Không bỏ cổ nha. Những cái loại dừa khác thì bạn đó hay bị bỏ buồng ha bà con, chống cổ đâu. Cái dừa Mã Lai này đặc biệt là không nha, không bỏ buồng, không có bị chống cổ nha. Trái rất là sai ha. Một tháng như vậy chúng ta có thể thu hoạch một buồng trên một cây nha bà con, hoặc hai buồng trên một cây. Đây là lưu dừa Mã Lai đít chu nè. Đít chu thì nó sẽ nhỏ hơn đít bầu một tí xíu ha bà con, 80 ha. Đít chu thì cho trái sai hơn ha, và đặc biệt các bạn đít chu này đang được xuất khẩu nha bà con. Những cái nhà máy xí nghiệp á, người ta sẽ thu mua những cái dừa Mã Lai đít chu này về, người ta sẽ gọt ra ha. Người ta lấy cái gáo ở trong, người ta sẽ đóng nắp đi để xuất khẩu ha bà con. Nước uống rất là ngọt nha. Chia sẻ về là cái dừa Mã Lai đít chu là đang được xuất khẩu nha. Còn cái thị trường nội địa của chúng ta thì đang cũng hút hàng về cái dừa Mã Lai này nha bà con. Giá trị kinh tế thì cũng rất là cao ha, dễ trồng. Và đặc biệt là thu định kỳ cho quý bà con ha. Trái rất là lùng nha bà con. Cái tàu lên khoảng chừng 5 tàu hoặc 7 tàu là bạn này đã ra trái rồi. Không có giống như dừa ta của ông bà hồi xưa trồng ha bà con. Cây rất là cao ha, tuốt 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 ở trên cao ha. Còn cái này thì chúng ta có thể đứng là hái ha bà con, đỡ tốn được cái phần tiền mà lái vô mua ép giá về cái phần dừa cao ha bà con. Dừa thấp như vậy thì chúng ta chủ động được cái thời gian để hái ha. Đây là dừa Mã Lai nè. Đây là lô chu ha bà con, còn phía trước là lô bầu nè. Rồi tới cây dừa tiếp theo Ly chia sẻ nha bà con. Cây dừa tiếp theo là cây dừa sim lùng nha, dừa sim xanh lùng ha. Bạn này thì cũng trong vòng từ 24 tháng là đã ra lưỡi mèo rồi nha bà con. Dừa sim xanh lùng nè. Trái dừa của bên trung tâm cây giống đều xuất hàng đi, toàn là để dừa trần như vậy nha bà con. Để cho quý bà con chúng ta, thứ nhất là dễ kiểm tra cái chất lượng ha bà con. Còn cái thứ hai là dễ kiểm tra được với về giống. Quan trọng nhất là cái chuẩn giống ha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta mà mua dừa vô bầu là cái trái gáo dừa này nè, chúng ta mua trúng cái lô dừa nhỏ ha bà con, là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai dễ bị nhầm giống lắm nha bà con. Khi mà để dừa trần như vậy chúng ta dễ kiểm tra hàng ha. Dừa thì nước từ thiên nhiên ha bà con, rất là tốt cho sức khỏe ha.
nóng trong người chúng ta có thể dùng dừa ha. Và đặc biệt là chế biến được những cái loại dừa khô nè, làm bánh làm trái gì ha bà con, thì chúng ta cũng có dùng tới những cái dừa ha, dừa khô hay dừa tươi gì cũng được nha bà con, tùy theo vùng miền của quý bà con chúng ta nha. Giống như là khu vực Tiền Giang của Ly thì chuộng cái loại dừa Mã Lai nè, Bến Tre nè, Sài Gòn ha bà con. Và những cái thành phố lớn giống như Đà Nẵng nè, người ta sẽ chuộng về cái dòng dừa Mã Lai. Còn khi mà khu vực của quý bà con nào mà chuộng về cái dừa sim xanh lùng này thì chúng ta đầu tư vào cái dừa sim xanh lùng ha bà con. Nếu như vùng miền của quý bà con mà chuộng về cái cây dừa đỏ Mã Lai thì chúng ta có thể là đầu tư vào cái dừa đỏ Mã Lai ha bà con. Còn cả thêm một loại dừa nữa là Ly chuẩn bị chia sẻ ha, là dừa dứa ha bà con. Dừa sim xanh lùng thì nó hơi tròn tròn ha bà con. Còn dừa Mã Lai thì đít nó hơi nhô nhô ra tí xíu ha. Dừa Mã Lai mà quý bà con chúng ta mà mua thấy cái đít nó bầu bầu giống vậy ha là không phải là dừa Mã Lai đâu nha bà con, đó chính là dừa sim đỏ nha. Dừa Mã Lai quý bà con chúng ta mua dễ bị nhầm giống lắm nha bà con. Dừa sim xanh nè của bên Ly toàn là để dừa trần như vậy ha bà con. Khi mà cô chú anh chị mà mua chúng cái dừa mà vô bịch đó bà con, dừa mà ra rễ nhiều thì chúng ta phải cắt rễ bỏ nha. Chúng ta trồng thì nó mới nhanh phát triển hơn là để cái dừa đó nha bà con. Tại dừa đó nó bị giống như là nó bị chay rễ rồi. Khi mà quý bà con mà để dừa đó trồng thì cây chậm phát triển hơn là chúng ta cắt nha. Chúng ta thấy đó là một bùng dừa như vậy là nó có 10 trái hoặc 15 trái mà giá trị kinh tế nó thì tầm khoảng 6.000 hoặc 7.000 trái là giá thu tại vườn ha. Quý bà con thấy ít như vậy nhưng mà thật sự là giá trị rất là cao hết bà con. Hàng tháng chúng ta có thể là thu một cây như vậy là 100.000 hoặc 120.000 trên một buồng ha bà con. Có khi mà một cây như vậy chúng ta đúng hai buồng ha. Mà khu vườn của quý bà con chúng ta mà 500 cây 1.000 cây thì kinh tế rất là cao nha bà con. Là cây dừa sim xanh lùng nha bà con. Dừa thì có rất là nhiều loại dừa nhưng mà Ly đặc biệt chia sẻ cho quý bà con chúng ta về ba loại dừa thôi nha, là trồng kinh tế rất là cao ha. Đây là những nhiều loại cây giống ha bà con. Đây là lưu vú sữa hoàng kim nè. Rồi Ly sẽ tiến chia sẻ cho quý bà con cây tiếp theo nè, là cây dừa dứa nha. Đây, trong ba loại dừa thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi bên trung tâm cây giống là cái loại dừa nào trồng kinh tế hơn, thì hôm nay thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn nha. Trồng kinh tế thì là dừa dứa nha bà con. Dừa dứa thì uống rất là thơm ha, hương vị rất là đặc biệt nên các bạn này sẽ được người tiêu dùng và cái thị trường ưu ái hơn nha. Nhưng mà cái sản lượng thì nó cũng rất là ít ha bà con. Nhưng mà cái dừa dứa thì bạn này trồng thì nó có thể là bị đuông, nó sẽ ăn đọt nhiều hơn là cái dừa Mã Lai và dừa sim lùng nha bà con. Bạn này thì hơi khó trồng hơn là hai loại dừa kia, tại bạn này nó hương vị nó có hương vị hơi thơm á bà con. Những cái bạn đuông và những cái con bọ cánh cứng á nó hay bu vào cây dừa của chúng ta. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn đầu tư vào cái cây dừa dứa thì chúng ta có thể là người đuông nhiều hơn là những loại dòng dừa khác á bà con. Nhưng mà mang lại giá trị kinh tế cho chúng ta thì nó sẽ cao hơn ha bà con, và giá trị hơn nha. Đây là dừa dứa nè. Cách nhận dạng của dừa dứa thì nó cũng rất là dễ ha bà con. Nếu như chúng ta chịu quan sát kỹ thêm một chút xíu ha. Là cái dừa dứa nè, cái gáo này nè bà con nhìn thấy rõ không ha? Nó rất là nhăn nha. Nó nhăn nó dùm dùm lại như vậy nè ha bà con, nó không có tròn tròn giống như cái dừa sim lùng đâu. Nè nó rất là nhăn nè, nó nhăn trên cái gáo lại hết ha. Và cái tàu lá này này nè bà con, cái tàu lá nó cũng sẽ xanh xanh đậm hơn ha. Khi mà cô chú anh chị mà lấy cái ống quẹt các bà con, lấy cái quẹt lửa, cái bật lửa đâu ha bà con, chúng ta bật lên ha là cái lá hơn ngay cái lá thì nó sẽ thơm hơn một tí xíu. Và cái rễ nó cũng thơm nha bà con. Nhưng mà thơm thơm nhẹ nha, không phải là thơm mùi gắt, thơm mùi nặng giống như cái mùi của bụi lá dứa nha. Nó chỉ thơm nhẹ thôi nha. Mà đặc biệt hơn là quý bà con chúng ta mua cái dừa dứa thì phải để dừa trần như vậy ha. Chúng ta dễ kiểm tra hàng hơn là khi mà vô bầu nha bà con. Tại vì dừa dứa thì chúng ta kiểm tra cái chất lượng á, là nó qua cái gáo hoặc qua cái lá như vậy nè. Khi mà cái dừa này vô bầu rồi chúng ta không có thấy được cái gáo dừa ha bà con. Chúng ta khó mà dễ kiểm tra được cái đúng giống ha. Đây là lô dừa dứa nè. Thì bên trung tâm cây giống cũng soạn hàng ra này nha bà con. Chuẩn bị lên xe nè. Ly cũng muốn ghi hình lại cho quý bà con chúng ta luôn nha. Những loại cây giống mà bên trung tâm cây giống chuẩn bị xuất hàng đi và bán được cái số lượng nó sẽ nhiều hơn thì Ly cũng sẽ tổng hợp lại để chia sẻ cho quý bà con. Đang được chủ đầu tư quan tâm và ưu ái rất là nhiều thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta và gợi ý cho quý bà con chúng ta có thích thì chúng ta có thể tham khảo nha. Đây là lô dừa dừa dứa nè ha. Đọt nè. Cái tàu lá nó cũng xanh ha bà con, nó ra ba tàu như vậy nè ha, cây rất là khỏe nè ha. Cái như vậy thì chúng ta vừa trồng ha bà con, nó cũng không cao mà nó cũng không thấp ha.
Dừa thì chúng ta trồng cái mọng dừa lên tầm khoảng từ 4 tấc tới 7 tấc là ok nha bà con, không được cao quá nha. Nếu như cô chú anh chị nào mà trồng cái cây dừa mà nó cao cả mét á, cái cây đó trồng rất là chậm phát triển hơn là những loại cây thấp như vậy ha bà con. Đây là chia sẻ về cây dừa dứa ha bà con. Giờ Ly sẽ tổng hợp lại nha bà con, cây dừa dứa thì giá trị hơn, kinh tế sẽ cao hơn. Nhưng mà bạn này hơi bị khó trồng hơn là những loại dừa khác, tại vì bạn này hay bị đuông ăn ha bà con. Rồi tới cây dừa tiếp theo là cây dừa sim lùn. Dừa sim lùn thì có thể bị bỏ cổ ha bà con, trống cổ. Rồi tới cái cây dừa tiếp theo là cây dừa mã lai nha. Dừa mã lai đặc biệt là dễ trồng, dễ chăm sóc ha bà con. Năng suất sẽ cao hơn. Và giá trị thì nó sẽ không bằng cái dừa dứa, nhưng mà mang lại cho chúng ta là cái năng suất ha bà con. Năng suất cao gấp 2 lần cái dừa dứa nha. Giống như cái buồng dừa dứa thì chúng ta có thể là sai tầm khoảng 15-17 trái ha bà con. Còn cái dừa mã lai chúng ta thì cao gấp đôi ha. Nó tầm khoảng là, nếu như mà sai trái thì nó tầm khoảng 35 trái luôn á bà con. Thật sự cái dừa mã lai nó năng suất cao dữ lắm nha. Đây, bây giờ thì Ly sẽ tiến lên để chia sẻ cho quý bà con lại một lần nữa nha. Đây là anh tài xế ha, anh Đạt. Còn kia là anh Toàn. Đây là mấy cô dọn hàng chuẩn bị lên xe. Đây cũng là dừa nè ha bà con. Bên trung tâm cây giống đóng hàng ghép xe đi, gửi đi miền ngoài thì bên trung tâm cây giống sẽ đóng kiểu vậy ha. Dừa sắp lớp lên nè, bó nè ha bà con. Cũng rất là công phu ha, đóng cũng các kiểu hết. Bên bộ phận đóng hàng thì nghiên cứu cũng rất là kỹ ha bà con. Đây thì cũng là bưởi nè. Thì đóng hàng thì kèm theo những cái cây tre như vậy để tránh được cái tình trạng mà va chạm vô ha bà con. Đóng vô cái thùng xốp như vậy ha. Này, cũng kèm theo bịch mũ nào quấn băng keo rất là kỹ ha. Đóng hở góc như vậy, đặng cho cây nó thở ha bà con. Thở đầu nữa nè, nó không có hầm. Đây là chị Yến cũng đang đóng lựu. Lựu đó Ấn Độ nha bà con. Đóng 100 cây này về Bình Phước nè. Bên trung tâm cây giống luôn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về những loại cây giống mới nha bà con. Chúng ta cũng có thể tham khảo và cập nhật. Nếu như cô chú anh chị nào thích đầu tư về những loại cây giống gì thì cứ gọi vào hai số điện thoại trên màn hình để bên trung tâm cây giống sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý bà con chúng ta luôn nha. Và Ly xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm cây giống được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha bà con. Ở trục đường 868 cũng khá là lớn ha. Nếu như cô chú anh chị mà đi hướng từ ngã tư Cai Lậy chạy vào thì bên trung tâm cây giống sẽ nằm ở bên tay phải nha bà con. Còn đi hướng từ Tân Thạnh, Mộc Hóa, Long An, Mỹ Phước Tây, Kinh 12 chạy ra thì bên trung tâm cây giống sẽ nằm ở bên tay trái. Cũng có cái bảng nè, để Ly sẽ quay cái bảng hiệu cho quý bà con chúng ta cùng xem lại đi nha. Đây ha bà con, đây nè cái bảng hiệu của trung tâm cây giống nè, cái nào màu xanh cái chữ màu đỏ nha bà con. Cái bảng số xe nè, 10909 nè, rất là quen hả bà con. Còn bên đây nữa đang soạn hàng, đang soạn hàng để lên cây nha bà con. Đây, trong cái nhà này thì để trước phân những cái phân hữu cơ này nha bà con, và những cái thành phần thuốc để chi chăm sóc dừa. Cũng có rất là nhiều loại cây độc lạ hả bà con, giống như cây hồng sim ruột đỏ khổng lồ nè. Rồi có cây hồng sô-cô-la nữa ha bà con, những loại cây giống mới đó ha. Rồi cái video này Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con về top 3 loại dừa đáng trồng và kinh tế rất là cao nha bà con. Bà con nào đã từng yêu mến kênh trung tâm cây giống thì cho Ly xin một nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống up lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày nha bà con.